Đề cương bài kiểm tra tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội có gì đặc biệt? Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố đề cương bài kiểm tra tư duy cho mùa tuyển sinh năm 2020. Theo phương thức xét tuyển được Đại học Bách khoa Hà Nội công bố đầu tháng 5 năm 2020, trường sẽ tổ chức bài kiểm tra tư duy vào ngày 15 tháng 8, lấy kết quả xét tuyển kết hợp với điểm các 2 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bài kiểm tra tư duy diễn ra trong 120 phút, gồm 2 phần toán và đọc hiểu. Trong đó, phần toán bao gồm 25 câu trắc nghiệm và tối đa 3 chủ đề tự luận, có thời lượng 90 phút, chiếm 75% tổng số điểm của bài thi. Phần đọc hiểu có thời lượng 30 phút, theo hình thức trắc nghiệm, chiếm 25% tổng số điểm của bài thi. Bài kiểm tra tư duy được thiết kế nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức cơ bản và một số năng lực cốt lõi của học sinh để theo học thành công tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Nội dung kiến thức của phần toán đều nằm trong chương trình trung học phổ thông và được yêu cầu ở các mức độ khác nhau từ thông hiểu, vận dụng đến vận dụng sáng tạo. Phần thi này giúp đánh giá khả năng tư duy và vận dụng những kiến thức cơ bản của toán học vào việc giải quyết những bài toán trong thực tế, đồng thời đánh giá khả năng học toán cao cấp và các môn khoa học kỹ thuật ở bậc đại học của thí sinh. Về phần đọc hiểu, nội dung trong đề thi đa dạng, phong phú, chủ yếu liên quan tới chủ đề về khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ. Phần thi tập trung đánh giá kỹ năng đọc cùng với năng lực phân tích, lý giải văn bản, khái quát, tổng hợp, biện luận về logic và suy luận từ văn bản. Đọc hiểu được coi là một trong những năng lực cốt lõi, cần thiết cho việc tự học và học tập suốt đời. Dưới đây là đề cương ôn tập và ví dụ minh họa giúp thí sinh làm quen với các dạng của bài kiểm tra tư duy cho kỳ tuyển sinh sắp tới.